Vào đầu tháng 8 tới, các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 sẽ khởi tranh. So với những năm trước, giải năm nay sẽ có sự thay đổi về số lượng đội tham dự cũng như là áp dụng một số thể thức mới. Sáng ngày 13 tháng 7, lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2020 đã diễn ra tại trụ sở VFF. So với các năm trước, giải đấu năm nay sẽ có 8 đội tham dự thay vì 7 đội. Trong đó, đơn vị Hà Nội Watabe tách ra làm hai câu lạc bộ tham gia giải đấu cùng 6 đội gồm Apex Sala, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và 2, Than khoáng sản Việt Nam cùng Thái Nguyên TNT. Bên cạnh thay đổi về số lượng, giải đấu cũng sẽ áp dụng quy định mỗi đội được thay tối đa 5 cầu thủ trong 3 lượt. Ngoài ra, thể thức thi đấu cũng như cơ cấu giải thưởng vẫn sẽ được giữ nguyên. Dự kiến, lượt đi của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 tại hai địa điểm là Hà Nam và sân VFF. Lượt về sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Còn tại lượt đi giải hạng nhì quốc gia On Sports 2020, các trận đấu thuộc vòng 2 diễn ra vào ngày 14 tháng 7 ở bảng A vào lúc 16 giờ là màn so tài đáng chú ý giữa chủ nhà Phú Thọ và Phú Đồng. Đây là hai đội bóng đã có được thắng lợi sau vòng 1. Trong khi đó ở bảng B, cùng vào lúc 15 giờ, Vĩnh Long tiếp đón Tiền Giang trên sân nhà, còn Gia Định có chuyến làm khách đến sân của Công an Nhân dân.